Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, kể từ khi bị FBI đột nhập vào dinh thự riêng ở Florida, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được đặc biệt quan tâm vì nhiều vấn đề liên quan. Mới nhất, ông Trump đăng đàn lên mạng xã hội, tổ FBI lấy ba cuốn hộ chiếu, dân dữ cho rằng đây là trò lừa bịp, cuộc đàn áp chính trị chưa từng có. Ngày 8 tháng 8, dinh thự riêng Mar-a-Lago của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ở Palm Beach, Florida bị FBI đột nhập. Lệnh khám xét được ký trực tiếp bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland. Theo thông tin, các đặc vụ đã lấy đi khoảng 26 hộp đồ từ tư dinh của cựu tổng thống. Các thông tin từ truyền thông cho thấy một số hộp chứa các tài liệu mật liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ngày 15 tháng 8, ông Trump đăng một bài viết lên trang cá nhân trên mạng xã hội Truth Social thông báo bị FBI tịch thu ba cuốn hộ chiếu, trong đó có một quyển đã hết hạn. Nguyên văn cựu Tổng thống Mỹ bức xúc đăng tải. Trong cuộc đột kích vào Mar-a-Lago, FBI đã đánh cắp ba cuốn hộ chiếu của tôi, trong đó một cái đã hết hạn, cùng với mọi thứ khác. Đây là cuộc tấn công vào đối thủ chính trị ở mức độ chưa từng thấy ở đất nước chúng ta, thế giới thứ ba. Ông Trump cũng nói với Fox News Ông nghi ngờ FBI có thể đã gài bất cứ thứ gì vào nhà ông sau cuộc đột kích vào Mar-a-Lago tuần trước. Cựu Tổng thống Mỹ đã lên án gay gắt FBI, gọi cuộc đột kích là một trò lừa bịp và một ví dụ về cuộc đàn áp chính trị. Nhiều chuyên gia bảo thủ và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa coi cuộc khám xét là một nỗ lực để tìm bằng chứng và buộc tội ông Trump nhằm ngăn cản ông tái tranh cử vào năm 2024. Theo Newsweek, các tổng thống và một số quan chức chính phủ có nhiều hơn một hộ chiếu không phải là điều gì kỳ lạ. Hộ chiếu của ông Trump không được liệt kê trong số tài sản đã được niêm phong vào hôm 12 tháng 8 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, nhưng cũng có thể đã nằm đâu đó ở trong 26 chiếc hộp được nhân viên FBI thu giữ. Vậy ba cuốn hộ chiếu bị FBI tịch thu có thể là những cuốn hộ chiếu nào? 1. Hộ chiếu ngoại giao Mỹ cung cấp các loại hộ chiếu khác nhau, bao gồm hộ chiếu ngoại giao được cấp cho cá nhân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ thay mặt chính phủ liên bang. Hộ chiếu ngoại giao có bìa màu đen. Mặc dù hộ chiếu ngoại giao không thể sử dụng để du lịch, nhưng các tổng thống Mỹ được phép giữ lại loại hộ chiếu này ngay cả khi đã rời nhiệm sở. Vì loại hộ chiếu này chỉ có giá trị trong vòng 5 năm, nên nhiều khả năng đây là cuốn hộ chiếu đã hết hạn của ông Trump. Hộ chiếu ngoại giao không có mục đích gì khác ngoài công việc ngoại giao, vì thế những người sở hữu hộ chiếu này thường có thêm hộ chiếu du lịch thông thường. 2. Hộ chiếu phổ thông Đây có thể là hộ chiếu thứ hai bị thu của Tổng thống Donald Trump. Hộ chiếu phổ thông có bìa màu xanh là loại hộ chiếu hầu hết người Mỹ nào cũng có. 3. Hộ chiếu công vụ Cuốn hộ chiếu thứ ba của ông Trump có thể là hộ chiếu công vụ. Hộ chiếu này có màu hạt dẻ, được cấp cho những người Mỹ ra nước ngoài để phục vụ chính phủ Mỹ, nhưng không thuộc phái đoàn ngoại giao, cũng như cho quân nhân Mỹ tại ngũ và gia đình của họ. Hộ chiếu thường không bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu trừ khi nghi phạm đã bị buộc tội và có khả năng chạy ra nước ngoài. Ông Trump dù không bị buộc tội hình sự, nhưng việc thu giữ hộ chiếu cho thấy ông đang đối mặt với một bản cáo trạng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang điều tra khả năng ông Trump vi phạm đạo luật gián điệp cùng một số cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định bảo mật và xử lý tài liệu công. Cựu Tổng thống Mỹ có thể bị cáo buộc theo khoảng 793 Điều 18 luật hình sự Mỹ liên quan đến việc một cá nhân đã sử dụng, xử lý sai thông tin, không đảm bảo bí mật quốc gia và có thể làm phương hại đến nước Mỹ hoặc khiến các quốc gia khác được hưởng lợi. Cho đến nay, lệnh khám xét được cho là chưa các cáo buộc dẫn đến quyết định khám nhà của ông Trump vẫn được giữ kín. Hôm 15 tháng 8, Bộ Tư pháp Mỹ phản đối công khai bằng chứng dẫn đến lệnh khám xét. Theo đó, nếu được tiết lộ những bằng chứng đó sẽ giúp chính phủ tiếp tục các cuộc điều tra, cung cấp chi tiết về hướng điều tra. Nhưng theo một khía cạnh ngược lại, điều này có thể ảnh hưởng đến các bước điều tra tiếp theo. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cũng không phản đối việc công bố những tài liệu được niêm phong liên quan đến chiến dịch khám xét như bìa ngoài của các tài liệu và bản yêu cầu niêm phong của chính phủ. Trước động thái của FBI, ông Trump tuyên bố, Mọi người rất tức giận với những gì đang diễn ra, nhiệt độ phải được hạ xuống trong nước, nếu không những điều khủng khiếp sẽ xảy ra, người dân đất nước này sẽ không chịu đựng thêm một trò lừa đảo nào khác. Nói thêm, cựu Tổng thống Mỹ cho biết đã liên hệ với Bộ Tư pháp đề nghị giúp đỡ trong cuộc điều tra này. Trong khi vụ khám xét dinh thự cựu Tổng thống Mỹ đang tạo ra cuộc tranh cãi chính trị và khoét sâu tình trạng chia rẽ giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, thì luật sư riêng của ông Trump chính thức bị điều tra hình sự trong vụ điều tra cáo buộc gian lận phiếu bầu năm 2020. Sau vụ việc FBI khám nhà riêng, ông Donald Trump quay lại trở thành tâm điểm, làn sóng bảo vệ ông Trump trong đảng Cộng hòa quyết liệt hơn bao giờ hết. Kể cả những người từng phản đối, nhà cựu lãnh đạo Mỹ cũng đặt câu hỏi về quyết định của cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Mỹ cũng đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, trong đó có buộc gây sức ép quan chức bầu cử kéo theo cuộc điều tra chính trị với luật sư riêng của ông Trump. Cựu thị trưởng thành phố New York, kim luật sư riêng của cựu tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, đã trở thành mục tiêu của bội thẩm đoàn đặc biệt. Bồi thẩm đoàn đặc biệt được lập ra để điều tra xem cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh của ông có phạm luật trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia hay không. Theo trang CBS News, ông Giuliani dự kiến xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở hạt Fulton vào ngày 17 tháng 8 tới đây. Theo tài liệu, ông Giuliani là nhân chứng trực tiếp trong vụ việc, tuy nhiên theo ông Robert Costello, luật sư của Giuliani, hôm 15 tháng 8, một công tố viên hạt Fulton đã thay đổi thuật ngữ ghi trong văn bản đổi từ nhân chứng trực tiếp sang mục tiêu. Ông Costello nói, Điều này xảy ra khi chúng tôi đã hỏi ông ta 6 hoặc 7 lần. Họ đã hỏi công tố viên này về việc liệu ông Giuliani có phải là mục tiêu hay không, nhưng các lần trước đều bị từ chối trả lời. Ông Giuliani được biết đến là một trong những cố vấn thân cận nhất của cựu tổng thống Trump, đặc biệt là trong chiến dịch tái tranh cử của ông vào năm 2020. Tháng 12 năm 2020, ông Giuliani từng xuất hiện trước Thượng viện bang Georgia. Tại đây, ông Giuliani đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về hành vi gian lận và sai trái giữa các quan chức bang. Trong cuộc điều tra này, không chỉ ông Giuliani mà 16 thành viên của đảng Cộng hòa tại bang Georgia cũng trở thành mục tiêu và bị bồi thẩm đoàn đặc biệt triệu tập. Những người này được cho là đã giả mạo làm đại cử tri được bầu hợp lệ và đủ tiêu chuẩn của bang sau khi cựu tổng thống Donald Trump thua phiếu bầu tại bang này. Cuộc điều tra nhắm đến hầu hết thân cận của cựu tổng thống Donald Trump. Một số nhân vật khác nhận trác hầu tòa có cả thượng nghị sĩ bang Nam Carolina là Lindsey Graham, đồng minh thân cận của cựu tổng thống Trump. Trước đó, ông Graham đề nghị bác bỏ trác hậu tòa, tuy nhiên vào hôm 15 tháng 8, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ đề nghị và yêu cầu ông xuất hiện trước đại bội thẩm đoàn đặc biệt vào ngày 23 tháng 8. Tuy nhiên, ông Graham nói rằng sẽ kháng cáo. Sau vụ khám xét nhà riêng của ông Trump, hàng loạt ý kiến chính trị được đưa ra xoay quanh vụ đột nhập chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Trong bài viết mới đây nhất, ngày 16 tháng 8 được đăng tải với tiêu đề Đảng Dân Chủ lợi dụng vụ khám xét nhà ông Trump để lăng xê cuộc bầu cử giữa kỳ. Báo VTC News cho biết, một mặt đảng Dân Chủ không muốn có cuộc vận động Dân Chủ quay quanh ông Trump, nhưng mặt khác nhận thấy vẫn có thể khai thác cựu lãnh đạo Mỹ tạo lợi thế cho cuộc bầu cử sắp tới. Hạ nghị sĩ Alyssa Slotkin, cựu phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, bà Slotkin thừa nhận việc đẩy ông Trump lên thành trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình sẽ không mang lại nhiều lợi ích trong bối cảnh lạm phát và giá cả leo thang vẫn đang là vấn đề được cử tri quan tâm tuy nhiên đảng dân chủ cũng nhìn thấy cơ hội từ sau vụ khám xét nhà riêng của ông trump theo tim persico giám đốc điều hành ủy ban vận động quốc hội của đảng dân chủ đảng dân chủ có thể lấy nhà cựu lãnh đạo mỹ ra làm bằng chứng về những người cực đoan cụ thể các ứng viên sẽ không sử dụng ông trump hoặc vụ khám xét mới đây trong các quảng cáo tranh cử nhưng có thể nhấn mạnh trump là đại diện cho thấy những người tương tự như ông ấy quá nguy hiểm nếu có mặt trong quốc hội về phần mình đảng cộng hòa gọi việc khai thác ông trump là nỗ lực thất bại khác của đảng dân chủ nhằm giành lấy sự ủng hộ của những cử tri không chú ý đến cựu tổng thống trong khi đó các thành viên đảng dân chủ khẳng định có thể ban hành các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân thay vì phe cộng hòa chỉ chăm chăm vào các lời kêu gọi điều tra chính quyền biden với những sự việc xảy ra gần đây, cựu Tổng thống Mỹ vẫn đang thể hiện sức ảnh hưởng của mình. Các cáo buộc chính trị xoay quanh cựu lãnh đạo vẫn đang được các quan chức năng điều tra. Dư luận vẫn đang hồi hộp chờ xem hai đảng đối lập sẽ có bước đi gì tiếp theo và liệu Bộ Tư pháp Mỹ sẽ công bố gì sau cuộc điều tra. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ba cuốn hộ chiếu đã bị mất trong cuộc đột nhập bất ngờ của FBI vào hôm mùng 8 tháng 8. Cho đến nay, phía FBI và Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra thêm thông tin gì liên quan đến cáo buộc của ông Trump đang tải. Liệu việc FBI tịch thu nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có hộ chiếu ẩn chứa âm mưu chính trị gì phía sau, hay đây là bước đệm quan trọng giúp ông Trump giành ưu thế trong cuộc bầu cử sắp tới? tất cả những tin tức mới nhất về cuộc đột nhập của fbi vào dinh thự cựu tổng thống donald trump sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các video tiếp theo cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại